Hiếu thích ai chơi trước? Thôi mình vô áo trắng vô em đi. Dạ. Ý có nghĩa là Hiếu không thích Chuyên Vũ? Đâu có, thì anh kêu chọn người nào chơi trước thì em chọn ngẫu nhiên thôi. Thích chị Mizu hơn. Rồi Mizu xin mời hãy chọn. Không lẽ không chọn Hồ Văn Hiếu đúng không? Anh Hiếu thì dù sao cũng đang cô đơn. Em cũng đang cô đơn. Wow. Trời đất ơi trời. Sao biết hay vậy? Hai người cô đơn thì sẽ rất là dễ để mà đồng cảm với nhau. Wow. Cho nên là mấy anh chị thông cảm, cho em chọn anh Hiếu trước nha. Đây, câu hỏi dành cho Hồ Quang Hiếu như sau. Nước nào có nhiều sân bay nhất trên thế giới? Với một người đi du lịch gần 200 quốc gia thì chuyện này quá bình thường. Cái sân bay nhiều nhất là ở Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc cái dân số nó rất là đông. Thì cái mật độ sân bay nó cũng gần gần nhau. Ví dụ như là mấy trăm cây số đã có một cái sân bay rồi. Thì cái diện tích Trung Quốc nó cũng rất là lớn. Nên là cái sân bay sẽ nhiều nhất thế giới. Đó là nước Trung Quốc. Xin cảm ơn. Và xin hỏi Mizu, cô gái xinh đẹp. Dạ. Tin hay không tin Hồ Quang Hiếu? Giờ không biết chọn con tim hay là nghe lý trí đây nữa. Chọn giải thưởng. Em chọn anh Hiếu, em sẽ tin anh Hiếu. Tin Hồ Quang Hiếu. Em có sai thì em chịu. Chúng tôi xin nhắc lại là khi chị Trang hỏi tin hay không tin thì mình nói là em tin hoặc không tin, chứ đừng có chọn Hồ Quang Hiếu. Dạ. Đây phải là chương trình xa gần hẹn hò, với giọng nói đầy cảm xúc, với khuôn mặt thật thà, thì Hồ Hiếu mang đến một đáp án là đất nước Trung Quốc. Và Mizu tin Hồ Hiếu. Chúng tôi xin chúc mừng hai bạn. Không chính xác. Đáp án là nước Mỹ. 15.095 sân bay, nhiều nhất trên thế giới. Mizu đã tin con tim mà không nghe lý trí. Như vậy khi Mizu chọn không chính xác thì nghiễm nhiên một vị trí O được đánh dấu ở vị trí Hồ Hiếu dành cho Xuân Vũ. Lên tỷ sai kìa. Người ta thua 3 câu luôn á anh Hiếu. Đây là lúc phải chia tay. Chúng tôi đề nghị Hồ Hiếu hát cái bài mà ngày em đi con tim anh như thắt lại. Vô 2, 3. Ngày em đi con tim tôi như thắt lại, giọt nước mắt cô nén trong lòng. Thôi chia buồn cùng em. Có 5 triệu được rồi, đi về xe cũng đủ rồi. Không. Rồi, bye bye. Nghe thử coi có gì liên quan tới Mizu. Nghe là thiệt chứ không có thử gì nữa chứ. Mai chúng ta lại đi về phía biển. Mai chúng ta lại đi về phía biển. Im lặng một hồi thật lâu. Mai chúng ta lại đi về phía biển. Thơ gì vậy? Im lặng. Khoan khoan, từ từ để anh nhấn lên cho thằng dạ nhớ. Mai chúng ta lại đi về phía biển. Im lặng một hồi thật lâu. Sóng thần ập đến. Dù gió có thổi hay sóng không ngừng bộ, ung dung ta tìm neo lại tháng năm trôi. Ông Dung đã tìm neo lại tháng năm trôi. Rồi chưa thấy Mizu. Nghe chưa? Thấy chưa? Thấy mọi người chưa? Chưa. Mọi người để ý kỹ sẽ thấy Mizu. Rồi. Mai Mizu là 4 chữ đầu đó. Mai. Mai là Mi đó hả? Mai là chữ M thôi cưng. Rồi chữ Mi nè, chữ Y nè. Okay. Im lặng một hồi. Khán giả thấy hay không nè? Vỗ tay quá trời, vỗ tay luôn. Đến nhân duyên ta còn không đoán được, từng kiếp người hờ hững vội chơi qua. Một cánh đào rơi động lòng người quân tử, dù chỉ thoáng qua xin đừng lỡ trăm năm. Tôi Mizu ở đâu? Hay quá. Bữa nay đồ bấm nút ở đây rồi. Dạ. Thì ra là cố tình để gần chị Mizu. Quá nhi đi đâu cô vậy? Sao anh không có một tay vậy? Cô của người ta ở đây nè. Một cô đâu? Trời đứng gần ơi. Cô. Dương quá có một câu muốn nói với cô. Rồi. Cô. Quá nhi chỉ cần gặp người có thể vĩnh viễn ở bên người, thì mất đi cánh tay này thì có là gì đâu. Ta vẫn còn cánh tay trái, vẫn có thể ôm người vào lòng mà. Nhưng bất tiện lắm. Mới vô làm ca sĩ, Mizu thần tiên tỷ tỷ cũng lén lén đi hát đồ ha. Chào anh, chào mọi người. Bữa nay bận đồ rồi cạnh tranh với Lệ Đông Nhi hả? Không biết sao mà kinh sát của em phù hợp ghê vậy á. Rồi định chừng nào mới giống Đông Nhi?
Thật ra là em cũng ước được sớm sớm giống chị Nhi lắm, nhưng mà khổ lắm, em cũng vẫn đang ế. Ủa sao kỳ, những người đẹp đẹp ế không là sao vậy? Ủa các bạn có vấn đề về quan điểm yêu à? Hay là mọi người nghĩ là những người như tụi em là sẽ có nhiều người theo đuổi lắm, cho nên là không ai dám lại gần. Thưa tất cả khán giả cả nước, tôi xin được thông báo Thần Tiên Tỷ Tỷ hiện nay đang quẩn 100%. Các anh chị nào muốn liên hệ hãy gọi điện thoại cho Trấn Thành, tôi sẽ cung cấp số điện thoại và sẽ giảm giá 10% cho 10 cuộc gọi đầu tiên. Ok. Ủa, sao giảm sale giá luôn vậy? Nanon sale em luôn nha. Dạ. Và nếu như mối tình anh Đức và Hiền Hồ có gì trắc trở thì anh sẽ ship anh Đức qua cho em. Anh Đức? Ủa sao em hỏi anh Đức và thái độ em kỳ thị quá vậy? Dạ không, thì em chỉ nghĩ là nếu mà thật sự mà em thích anh Đức thì có Hiền Hồ rồi thì em cũng vẫn sẵn sàng, em xuất tiến sắc tới thôi. Cảm ơn em Miu. Ok, chúc em thành công hơn cho năm sau nha. Dạ. Anh Đức, anh có đồng ý gánh nợ của em trọn đời không? Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ muốn gánh nợ cho em. Mình phải thể hiện. Vậy là trên sóng truyền hình là em đã gánh được nợ thành công rồi, em đã tìm được người đàn ông gánh nợ cho em trọn đời rồi nha anh Giang nha. Thưa quý vị, dù có cục món nợ với Trường Giang là sau khi cá cược phải thua và phải bắt buộc mỗi lần gặp là phải mua bất cứ thứ gì Trường Giang muốn để Trường Giang ăn, và hôm nay Đức đồng ý đứng ra gánh nợ, và chỉ là gánh nợ thôi thưa quý vị. Hết. Anh lại bị gài nữa, anh lại bị gài nữa. Chỉ đơn giản thôi. Miu á là một cô gái rất là tài năng, rất xinh đẹp, rất là dễ thương. Còn gì để nói về em nữa không ta? Nhiều lắm, nói chung là nhiều lắm. Em nghĩ sao về anh Đức? Em thấy mọi người hay chọc anh Đức chứ em thấy anh Đức dễ thương mà. Anh Đức có duyên, tại vì người ta nói là thật ra cái người con trai á là có cái gọi là hài hước và hóm hỉnh, nó sẽ mang đến cái niềm vui rất là lớn cho cái người mình yêu và cho mọi người xung quanh nữa, cho nên là em đánh giá rất là cao những người con trai có hài hước. Em thấy ngoài cái mọi cái điểm trừ mà mọi người hay chọc ảnh ra thôi thì điểm trừ là gì? Mọi người hay chọc anh là sao? Thì mọi người hay chọc là thì ủa mà mọi người hay chọc anh gì mà mọi người đi cáp anh hết mọi nơi mà không ai nhận anh hết á. Anh không hề biết một lý do gì luôn. Từ những cái show anh đi quay, cái hồi cứ anh quay với ai đều cáp anh với người đó. Tại vì á, mọi người hay chọc là anh Đức không có đẹp trai. Anh Đức không có đẹp trai. Nhưng mà em hôm bữa em mới coi cái tấm hình anh hồi xưa với lại Trấn Thành ba người á. Là em thấy hồi xưa là anh Đức đẹp trai nhất. Là anh vẫn giữ phong độ cho tới giờ luôn. Đúng rồi, thì bây giờ em thấy ngoài một cái số cái dấu vết thời gian ra thì còn lại là cái nét của anh nó vẫn là mắt đó, mũi đó, miệng đó. Anh không có phẫu thuật thẩm mỹ. Anh không nét không đẹp thật. Là natural mà bây giờ là tự nhiên là ok. Đúng. Anh Đức, anh có đồng ý gánh nợ của em trọn đời không? Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ muốn gánh nợ cho em.